Vâng. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì thật sự là chiếc Honda Winner X quá hot luôn. Rất nhiều những cái ý kiến ở trên mạng, rồi là những cái nhận xét, những cái ý kiến, những cái thông tin mà mọi người dành cho chiếc Honda Winner X này. Từ trước đến giờ thì những cái mẫu xe hot của Honda thì chúng ta sẽ quan tâm tới rất nhiều giá bán ở tại đại lý, tại showroom, tại các head của Honda. Vậy thì Honda Winner sẽ có cái mức giá bán như thế nào sau ngày ra mắt? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong showroom để cùng tìm hiểu xem Honda Winner với cái độ hot như vậy thì các cái mức giá bán sẽ ra sao nhé. Đây, đó, chào chị. Các bạn có thể thấy rằng là Honda Winner đang được trưng bày ở chính giữa cửa hàng đây. Nó thôi, bây giờ nói chung là những cái đường nét, ngôn ngữ thiết kế hay những cái trang bị thì trên mạng các bạn cũng đã có quá nhiều thông tin rồi. Có lẽ tôi không phải nhắc lại tới các bạn để cho các bạn biết nữa. Còn những cái điểm nổi bật mà có nhiều ý kiến cho rằng để đánh bại hay là để thổi bay hay là để vùi dập hay là để xoán ngôi gì đấy các đối thủ cho cùng một khúc thì có lẽ Duy nghĩ rằng là đó chỉ là những cái tip để góp phần cho những cái bài đánh giá hay những cái video đánh giá nó được thêm hấp dẫn hơn thôi. Còn với nhiều thông tin mà Duy được biết thì Honda Việt Nam đặt cái doanh số kỳ vọng cho chiếc Honda Winner này thật sự là chỉ bằng một nửa so với cả doanh số hiện tại của mẫu xe đến từ nhà Yamaha mà thôi. Đây, các bạn có thể nhìn ngắm một vòng trước cái mẫu xe Honda Winner đang được trưng bày ở tại đại lý đây. Đây là chiếc Honda Winner X phiên bản camo, à không, phiên bản thể thao thôi. Chưa có, đằng trước này là chưa có phanh, hệ thống phanh ABS các bạn ạ. Cái hệ thống phanh ABS này cũng là một cái điểm mà rất đáng để chúng ta chú ý và cũng là một cái điểm cộng cho chiếc Honda Winner X này khi so sánh với cả trực tiếp so sánh với các đối thủ của Vân Khúc. Thì hôm nay Duy sẽ là người khách đến để mua chiếc Honda Winner X này. Thì theo anh em hợp lý không? Hợp lý hay không thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tham khảo những cái chính xác, những cái mức giá bán ở tại đại lý ngày hôm nay nhé. Hôm nay bây giờ đang là khoảng 11:05. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 7. Các bạn ạ, ngày mai ngày 16 tháng 7 thôi là tất cả những mẫu xe ở tại đại lý của Honda, chiếc Honda Winner X sẽ được giao tới tay khách hàng. Bây giờ sẽ nhờ chị tư vấn bán hàng ở đây, chuyên viên tư vấn bán hàng để chúng ta có thể tham khảo chính xác về mức giá của chiếc xe này nhé. À vâng, chào chị. Chào chị có thể cho em biết rằng là mức giá chính xác của Honda Winner X hiện tại đang có mặt ở cửa hàng là bao nhiêu? Giá xe này hiện tại bên em đang bán theo giá đề xuất của Honda đưa ra là 45.990.000. Còn hai phiên bản nữa thì giá có chênh lệch không chị? Dạ không ạ, giá nó cũng bằng giá của Honda đưa ra. Phiên bản camo thì với hệ thống phanh ABS thì có giá bán là bao nhiêu ạ? 48.990.000. Rồi còn phiên bản cao cấp nhất? 49.490.000 ạ. À, vâng, đấy các bạn có thể thấy là những cái mức giá hiện tại thời điểm này ở tại các head của Honda thì chúng ta đều có cái mức giá chuẩn so với cả giá nhà sản xuất công bố. Đắn đo quá các bạn ạ. Biết là mình có nên quẩy luôn một em không nhỉ? Mà xe đặc biệt lại còn được trang bị phanh ABS nữa. Hay là làm cái mua trả góp nhỉ? Thôi bây giờ những ai quan tâm tới chiếc xe này mà đặc biệt là trong cái khoản tài chính của mình chưa cho phép để sở hữu ngay với cái mức giá chuẩn nhà niêm yết thì chúng ta sẽ chọn lựa cái phương án mua trả góp đi. Thì bây giờ nhờ chị có thể tư vấn cho các bạn ở đây có thể biết rằng là nếu như mà chiếc Honda Winner X này mà mua trả góp thì sẽ có những cái ưu đãi hay là những chính sách gì không nhỉ? Honda đang áp dụng chương trình trả góp lãi suất 0% dành riêng cho dòng xe Winner ạ. Wow, vậy là mua xe này là chúng ta sẽ được hưởng cái chính sách là mua trả góp mà 0% lãi suất luôn. Thế cụ thể cái gói mua trả góp thì nó sẽ được áp dụng như thế nào hả chị? Có nhiều loại, áp dụng cho nhiều tháng ạ, tùy thuộc vào khách hàng. Có lãi suất trong có trả góp trong vòng 9 tháng, 12 tháng và 18 tháng. Nếu như mà anh trả góp trong vòng 9 tháng
Anh trả trước từ 13%. 9 tháng thế vậy là nếu mà chiếc xe, xin lỗi chị, chiếc xe này thôi bây giờ cứ mua tính là bản cao nhất đi. Bản cao nhất là 49.490.000. Gọi là 49.500.000 thì tròn thành 50 triệu luôn các bạn ạ. Thì nếu mà chúng ta trả góp nếu mà chúng ta mua trả góp khoảng 13% là trong vòng bao tháng nhỉ chị nhỉ? Trong vòng 9 tháng. 9 tháng 13%, 13% thì chúng ta trả ra là chúng ta trả khoảng tầm 8 triệu. 8 triệu là chúng ta rước xe về. Xong sau đó thì hàng tháng thì chúng ta sẽ phải trả thêm khoảng 4.3. 4.3. Cho hẳn 4.5 triệu đi. Mình cứ làm tròn đi thế cho nó dễ tính. 4.3 bao nhiêu đấy? Đấy. Thì là chúng ta sẽ rước xe về và chúng ta sẽ tùy từng điều kiện ở thành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay là các tỉnh lẻ chúng ta sẽ có cái mức đóng thuế và cái mức ra biển số khác nhau. Nhưng mà nói tóm lại là loanh quanh đâu đó thì chúng ta sẽ mất khoảng cỡ khoảng 10 triệu. Nếu chúng ta muốn trả góp khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu một chút xíu thôi là chúng ta sẽ có ngay một chiếc Winner X ra biển để vận hành, để trải nghiệm. Và mỗi một tháng chúng ta sẽ trích ra một khoản tiền khoảng 4.5 triệu để chúng ta chi trả. Đặc biệt chúng ta sẽ không phải chi trả một phần nào dành cho tiền lãi cả. Nghe hợp lý nhỉ các bạn nhỉ? Với cái ưu đãi rất hấp dẫn như thế cho những khách hàng mà muốn sở hữu chiếc Winner này với cái gói vay trả góp ấy, thì cái chính sách đó của Honda Việt Nam hay là ở showroom thì có giới hạn trong cái khoảng gian nào chị có thể chia sẻ được? Hiện tại thì Honda đang áp dụng chương trình trả góp lãi suất 0% bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 30 tháng 9 á. 16 tháng 7 đến 30 tháng 9 à? Gọi là 2 tháng rưỡi. Trong 2 tháng rưỡi nữa mà các bạn kết em nó chi phí cá nhân bỏ lợn có khoảng tầm 10 triệu thì kết thì ra luôn. Các bạn nhớ nhé, trong 2 tháng rưỡi nữa thôi. Để xem nào. Rồi được, bây giờ mời các bạn sẽ cùng đi tiếp vào, chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp, đi sâu hơn vào những cái chi tiết của xe đi, để xem là chúng ta ngâm cứu xem là với cái mức giá thành như vậy, với cái chi phí như vậy để sở hữu mẫu xe này thì nó có thực sự hợp lý hay không. Duy thì Duy thấy là hợp lý ở đây các bạn. Một cái mẫu xe có cái thiết kế vừa mắt, chúng ta cứ tạm thời gọi là vừa mắt đi, còn đẹp hay không đẹp hay quá đẹp thì là tùy từng thẩm mỹ từng người nhé. Duy có hay nói đùa một câu như này: thẩm mỹ của tùy từng người là khác nhau. Nếu mà ai cũng thấy đẹp, cái gu thẩm mỹ đẹp ai cũng giống nhau ấy, thì anh em này yêu hết người yêu của nhau rồi lấy hết vợ của nhau mất. Rồi, phần đầu đèn này, phần đầu này ở đây là còi. Chắc chắn là chúng ta nếu mà anh em mua về mà độ hệ thống đèn ở bên trong này thì đi buổi tối là nhìn nó cũng hấp dẫn lắm luôn đây này. Ở phần kính chắn gió ở đây, bốn con ốc này nhìn nó có hơi không được thẩm mỹ lắm. Nhưng mà nếu như mà chúng ta Honda làm để chúng ta độ lắp những cái phần kính chắn gió cao hơn để chúng ta núp gió ấy, thì nó lại rất là ổn, rất là ngon. Đặc biệt là những cái chi tiết nhựa nhé các bạn nhé. Chắc hẳn là các bạn sẽ xem nhiều bài đánh giá rồi, nhiều người nói lắm rồi. Nhưng mà Duy vẫn phải nói lại là nếu như ấy, đây mà không phải là một chiếc xe máy ấy, thì chúng ta hơi ngạc nhiên ạ. Đây này, các cái chi tiết nhé các bạn nhìn này. Đây là chi tiết giả cái phần mảng dập, các cái khối carbon mà họ sản xuất ấy, họ dập thì nó mới có cái vân như thế này nhé các bạn nhé. Duy nhớ không nhầm thì ở trước đây có chiếc Lamborghini của Sơn Tùng Auto đặt về là có cái phần carbon ở cái phần nắp động cơ ở phía sau ấy, nắp động cơ ở phía sau nhé các bạn nhé, nắp khoang máy ấy, là được làm đúng với cái chất liệu carbon dập này, vân y hệt như thế này luôn. Các bạn phải đến tận nơi nhìn sờ tận tay vào đây này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái chi tiết nhựa này Honda làm ngon như thế nào. Duy chỉ có một cái điểm này thôi, là cái mặt đồng hồ này. Cái mặt đồng hồ này mặc dù cũng được các cái chi tiết được làm carbon khá nhiều đây, nhưng mà theo cảm nhận cá nhân của Duy ở đây nhé, thì nó đang hơi nhiều cái đường chi tiết quá, thành ra chúng ta nhìn nó hơi rối mắt. Nếu như mà làm một cái mảng không như thế này thôi thì là sẽ ngon hơn. Mới đầu chúng ta nhìn thì có lẽ là ấn tượng đấy, nhưng mà nhìn lâu, đứng nhìn lâu ấy, thì chúng ta lại thấy là nó hơi rối mắt, nó nhiều cái đường này quá, nhiều chi tiết quá. Còn cốp thì cũng vẫn vậy thôi các bạn ạ. Cốp của Winner thì không có quá nhiều thay đổi, chỉ có một chút về thiết kế thôi. Chúng ta cũng không có khu vực nào để đồ cả. Chắc ở đây là nhét được cái áo mưa giấy.
Và các bạn hãy lưu ý rằng là cái phần cổ hút gió đây. Đấy. Cổ hút gió đưa lên cao này thì chúng ta có lợi thế là đi trời mưa. Và winner thì lại có thêm một cái lợi thế nữa là khoảng sáng gầm tốt nhất ở trong phân khúc. Thật ra thì với cá nhân Duy thì cái màu đỏ này nó không hợp mệnh. Chắc là sẽ phải chờ màu xanh. Ở showroom hôm nay thì lại chưa có màu xanh về. Duy thích màu xanh hơn, nó hợp mệnh hơn. Chắc là sẽ chờ. Cố gắng là nếu mà được thì lấy xe sớm để review kỹ hơn cho anh em xem. Rồi, bây giờ mời anh em tham quan một vòng đi những cái chi tiết của Honda Winner X đi.